chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc đúng tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đổi vận, trúng số liên tiếp, phất lên giàu như vũ bão, đổi đời xứng tầm đại gia. Trước khi đi vào luận giải nội dung chi tiết, ta cùng tìm hiểu qua đặc trưng tính cách và vận số cuộc đời những người tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Nam và nữ sinh năm 1969, tuổi Kỷ Dậu, tức tuổi con gà, thường gọi là báo hiệu chi kê, tức gà gáy. Mệnh mộc, đại trạch thổ, nghĩa là đất cồn bãi. Đất cồn bãi là dạng địa tầng mới kiến tạo, nhờ các yếu tố khác nhau mà hình thành, nên nó thiếu tính ổn định. Người tuổi Kỷ Dậu, mệnh đại trạch thổ, tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử làm việc, họ cơ chế linh hoạt, tháo giác, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên tùy thời, khi bãi bể, khi nương dâu, khiến tuổi Kỷ Dậu dễ bị dao động tâm tư, lập trường và nguyên tắc không vững vàng. Nhờ linh động, nên những người tuổi Kỷ Dậu thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái, mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Đại trạch thổ là dạng vật chất hình thành do tự nhiên, nên tuổi Kỷ Dậu yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc. Những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ, thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động, giỏi ứng biến, không quá cố chấp, bảo thủ, nên tuổi Kỷ Dậu thường đạt được hiệu quả cao, lòng người thường hướng về ủng hộ. Là dạng đất đai tự nhiên, cũng như bản tính vốn có, những người tuổi Kỷ Dậu mệnh đại trạch thổ thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Tuổi Kỷ Dậu rất tin số mệnh, vì chỉ quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Đại trạch thổ có một nỗi buồn trải dài theo thời gian, vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái, vạn vật đổi thay. Người tuổi Kỷ Dậu mệnh đại trạch thổ có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Người tuổi Kỷ Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn, họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Kỷ Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đối với đám đông, cộng đồng, mọi lời nói hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Có những người tuổi Kỷ Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông, họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Kỷ Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Đa số những người tuổi Kỷ Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là những người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Kỷ Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Kỷ Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật và có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù chịu thương chịu khó của những người tuổi Kỷ Dậu đã giúp họ xây dựng nên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được. Đối với những người này, gia đình là nơi thiêng liêng và quan trọng nhất trong suốt cuộc đời. Mỗi khi gặp khó khăn, gia đình chính là nguồn động lực đầu tiên, giúp họ có thêm nghị lực, sức mạnh để vượt qua những thử thách. Tổng quan tháng 9 âm lịch của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ diễn ra như thế nào? Tử vi tháng 9 năm 2024, tuổi Kỷ Dậu âm lịch cho thấy hầu hết các phương diện của người tuổi Kỷ Dậu đều khá suôn sẻ. Trong tháng có lục hợp che chở, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công. Con giáp này tự tìm được cơ hội khẳng định năng lực cá nhân, lộ trình thăng tiến rõ ràng và hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình. Tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn đi đúng đường.
tài vận khá hanh thông, có tài tinh cao chiếu, nên thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được. Tuy nhiên, tài lộc có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ, thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Cát khí cũng giúp vận trình tình cảm hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Vợ chồng đôi khi có thể mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Đào hoa của người độc thân tăng mạnh, nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Về phương diện sức khỏe, không có vấn đề gì đáng lo ngại, bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Dựa trên mối tương quan giữa đơn số và lưu niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định hung cát của tuổi Kỷ Dậu thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài lộc, tình cảm và sức khỏe, cụ thể như sau. Về mặt sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tháng mới mang tới cho người tuổi Kỷ Dậu nhiều cơ hội để khẳng định năng lực của mình trong sự nghiệp. Tất cả là nhờ có lục hợp nâng đỡ, có thể sẽ có một chút biến động, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Công việc diễn ra thuận buồm xuôi gió, mưu sự cũng có khả năng thành công, các kế hoạch, dự định đều được tiến hành trôi chảy. Bạn cũng tìm ra được những phương pháp mới, hướng đi mới, phục vụ rất nhiều cho sự nghiệp ở thời điểm hiện tại. Tinh thần làm việc được củng cố, giúp bản mệnh có những suy nghĩ tích cực, hành sự thêm phần xông xáo và mạnh dạn, nhưng cũng không kém phần thận trọng. Thành quả thu được chính là động lực cho bạn tiếp tục phấn đấu. Chính vì có định hướng công việc rõ ràng, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đi đúng đường, không còn quá mông lung. Tuy nhiên, khi bắt đầu một hạng mục mới, bạn vẫn nên có thời gian xem xét, tính toán đường đi nước bước cụ thể, đừng hấp tấp vội vàng mà phạm sai lầm. Con giáp này có thể tự thực hiện ước mơ của mình rồi đấy, đừng bỏ rơi ước mơ và tham vọng của mình khi mọi thứ đang ở trong tầm tay. Vận quý nhân trong tháng Dượng, nhân đà này, bạn có thể tiến hành việc lớn, nhân duyên tốt đẹp, thúc đẩy công việc thuận lợi hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên và đối tác hài hòa, tạo điều kiện thuận lợi để sự nghiệp có bước tiến nhảy vọt. Bạn nên tận dụng những cơ hội này để gây ấn tượng với cấp trên bằng sự thành thạo của mình, tham vọng mạnh mẽ sẽ dẫn bạn chạm tay tới mục tiêu. Lưu ý, tháng này nguyệt lệnh Lâm Tử ở Kỷ Dậu báo hiệu vận trình vẫn còn bất ổn, thậm chí có chiều hướng giảm dần. Quá trình tiến hành công việc có thể vẫn gặp trở ngại nếu thiếu sự cẩn thận. Làm gì cũng nên làm từng bước một, chậm nhưng chắc, cơ hội gặt hái thành quả tốt vẫn nhiều, bạn không phải quá lo lắng hay bi quan. Về mặt tài lộc, tài lộc của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 âm lịch này được đánh giá khá hanh thông. Sự xuất hiện của tài tinh chính tài cho thấy thu hoạch rất khả quan, nên chủ động nắm bắt để thu về nhiều lợi nhuận hơn. Tháng này, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh buôn bán thì đều có thể hài lòng với thành quả nhận được, nguồn thu tăng lên đều đều. Tuy nhiên, tiền bạc có thu có chi, nếu bản mệnh tiếp tục dễ dãi với bản thân mình quá mức, thích mua sắm gì cũng không tính toán kỹ, thì rất khó đạt được mục tiêu tích lũy đã đặt ra. Người làm công ăn lương, công việc tiến triển tốt, thu nhập ổn định, mưu sự trong tháng dễ thành, đồng nghĩa sẽ có cơ hội tăng lương, bản mệnh có thể chủ động đề xuất, hoặc người may mắn hơn sẽ được cấp trên chủ động đề xuất. Đây cũng là phần thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc hăng say của con giáp này trong suốt thời gian vừa qua. Một số người còn có thêm khoản thu từ nghề tay trái, nhưng lưu ý, cần cất nhắc điều gì quan trọng hơn, đừng mãi mê làm việc phụ mà bỏ bê công việc chính, kẻo khó có thể chu toàn cả hai bên. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tất bật, nhưng lợi nhuận thu về xứng đáng, lục hợp quý nhân sẽ giúp bạn tìm kiếm đối tác làm ăn lớn. Nhưng để thuyết phục được họ đồng ý hợp tác cùng, bạn sẽ phải tốn không ít công sức. Hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc giữa chừng, kẻo phải hối tiếc. Nên nhớ, tháng này có nguyệt lệnh Lâm Tử ở Dậu, báo hiệu tình hình tài chính vẫn còn có phần bất ổn.
có thể xảy ra biến động lớn, trong đầu tư kinh doanh phải hết sức thận trọng, kẻo tổn hao số tiền lớn. Về mặt tình cảm, gia đạo, các khí trong tháng mới cũng giúp vận trình tình cảm của Kỷ Dậu hài hòa, không có mâu thuẫn hay xung đột quá lớn. Gia đạo êm ấm, vợ chồng khó tránh lúc to tiếng qua lại, chủ yếu do mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con cái, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng nên mọi chuyện được giải quyết khá nhanh. Các cặp đôi đang yêu tình cảm ngày càng mặn nồng, gắn bó khăng khiết, thời gian tới có thể tính chuyện trăm năm nếu cả hai đã sẵn sàng. Lục hợp đưa nhân duyên tới, giúp đào hoa của người độc thân tăng mạnh, nhân duyên khác giới cực tốt, bản mệnh dễ dàng tìm được đối tượng ưng ý. Một số người còn có thể dây dưa với người yêu cũ, nếu không giữ vững lập trường thì tình cảm của tuổi Kỷ Dậu rất dễ bị lung lay. Về mặt sức khỏe, phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Dậu trong tháng 9 năm 2024 âm lịch nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo. Bản mệnh chỉ cần chú ý hơn trong khi đi lại, đề phòng tai nạn té ngã, đặc biệt là khi tham gia giao thông hoặc làm việc lao động chân tay. Ngoài ra, để tăng cường sức khỏe, bạn cũng nên thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao điều độ. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cẩm nang dưỡng vận của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1, tuổi Kỷ Dậu, tháng 9 âm lịch năm 2024. Xem tử vi tuần của 12 con giáp, chỉ số hung vận lấn át các vận, báo hiệu người tuổi Thân Dậu sẽ có một tuần bận rộn, vất vả, đồng thời nhắc nhở mệnh chủ, làm gì cũng thận trọng, lơ là khinh suất lập tức vướng vào rắc rối. Nhìn chung, tình hình công việc bình ổn, không có biến động lớn, có chăng chỉ là một vài mâu thuẫn trong các mối quan hệ xã giao, khiến tâm trạng bản mệnh bị ảnh hưởng. Tuổi Kỷ Dậu vốn suy nghĩ lạc quan, lại tích cực hành động, không cho phép mình rảnh rỗi quá lâu, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nên mọi sự muộn phiền sẽ qua đi rất nhanh. Hơn thế, trong tháng tuổi Kỷ Dậu được giải thần các tinh nâng đỡ, sức mạnh của giải thần rất lớn, giúp mệnh chủ hóa giải những điều hung hiểm, hóa hung thành cát. Nên nhớ, những khó khăn trước mắt chỉ mang tính tạm thời, ai kiên trì theo đuổi mục tiêu, ắt sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Tình hình tài chính trong tuần của bạn cũng không có nhiều biến động, sẽ xuất hiện nhiều việc bất ngờ phải dùng đến tiền. Tuy nhiên, bản mệnh đã có sự chuẩn bị từ trước, nên mọi thứ diễn ra trong tầm kiểm soát. Bản mệnh đã biết bài trí về phong thủy. Phong thủy văn phòng cho người tuổi Kỷ Dậu dễ phát tài. Lưu ý, sự xuất hiện của đại hao hung tinh có thể gây một số ảnh hưởng bất lợi về vấn đề tiền bạc. Có tiền nên giữ cẩn thận, đừng hớ hên lộ liễu, kẻo tiền mất tật mang. Chi tiêu cũng cần có kế hoạch, đừng mua sắm quá đà theo hứng, mà tiền một đi không trở lại. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Dậu bình ổn, gia đạo an yên, mâu thuẫn giữa các cặp đôi cũng giảm đi trông thấy. Tuy nhiên, cần để phòng người thứ ba xuất hiện, gây sóng gió thị phi. Người độc thân vận đào hoa dần khởi sắc vào cuối tuần, tranh thủ ra ngoài mở rộng các mối quan hệ, đừng ru rú trong nhà mà lỡ mất cơ hội tốt. Cẩm nang dưỡng vận, quý nhân Mão, Tuất, tiểu nhân Dậu, Thìn. Màu sắc may mắn hồng, đỏ. Con số phát tài 68, 98, 22. Tử vi tuần 2, tuổi Kỷ Dậu, tháng 9 âm lịch năm 2024. So với tử vi tuần, vận trình tuần này của người tuổi Kỷ Dậu khởi sắc hơn đôi chút, nhưng nhìn chung, hung cát đang xen, hung nhiều hơn cát, vẫn nên hành sự thận trọng, cẩn tắc vô ưu. Trong tuần, sức ảnh hưởng của thiên hình hung tinh lên phương diện sức khỏe là rất lớn, tuổi Kỷ Dậu cần đặc biệt chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng lơ là, sao nhãng, kẻo ngã quỵ lúc nào không hay. Ra ngoài chú ý trước sau, tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, sẽ hạn chế điều xui xẻo xảy ra. Tình hình công việc tiến triển khá thuận lợi, tuy nhiên có điểm về sự thay đổi, dịch chuyển trong công việc, có thể là thay đổi chức vụ, vị trí hay đi công tác xa. Dù thế nào đi nữa, với những ai lạc quan, chủ động nắm bắt tình hình, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngược lại, nếu nghĩ tiêu cực, lười nhác, thành công sẽ không tới. Tài lộc trong tuần khá dượng, kinh doanh buôn bán cũng thuận lợi, đơn hàng đến tấp nập,
Tất nhiên, kiếm được lợi nhuận càng cao, bản mệnh phải đổ càng nhiều mồ hôi, công sức, làm ăn chân chính luôn vất vả như vậy đó, nhưng thường rất bền vững. Lưu ý, tiểu hao hung tinh ảnh hưởng xuyên suốt tuần, gây ra không ít rắc rối về tài chính. Nếu ai đó hỏi vay mượn tiền bạc, cần cân nhắc kỹ trước khi cho vay, tránh tình trạng tiền một đi không trở lại. Về sức khỏe, ngoài sức khỏe bản thân, bản mệnh cũng nên quan tâm nhiều hơn tới thể trạng của mọi người trong nhà, nhất là người già. Cẩm nang dượng vận, quý nhân mão, tuất, tiểu nhân ngọ, thìn. Màu sắc may mắn vàng, hồng. Con số phát tài 68, 22, 09. Tử vi tuần 3, tuổi Kỷ Dậu, tháng 9 âm lịch năm 2024. Tử vi tuần mới của người tuổi Kỷ Dậu có các có hung đang xen, có thách thức song hành cùng cơ hội. Tuổi Dậu vốn lanh lợi nhưng lại rất hay bị cảm xúc chi phối, nhất là nữ mệnh, nên đi khi làm việc thiếu hiệu quả, không được lãnh đạo đánh giá cao. Nếu biết và khắc phục được nhược điểm này, không sớm thì muộn bản mệnh cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuần này, vận quý nhân của tuổi Kỷ Dậu dần dượng, bản mệnh có thể tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, để biến ước mơ trở thành hiện thực. Một mình hành động tuy đơn giản, dễ dàng, nhưng hiệu quả không thể cao bằng cả tập thể. Một cái đầu suy nghĩ không thể bằng nhiều cái đầu hợp lại, vì vậy, hãy tận dụng sức mạnh đoàn kết của tập thể một cách triệt để, bạn sẽ thành công hơn hiện tại. Người kinh doanh buôn bán có một tuần khá lý tưởng, tài vận sáng, thu chi cân đối, bạn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để dùng cho những tình huống cấp bách. Có thái âm trợ lực, nữ mệnh tuổi Dậu mua may bán đắt, đầu tuần cũng như cuối tuần, hàng bán rất chạy, đơn hàng đều đều, tiền thu về đầy túi. Sức ảnh hưởng của thất sát trong tuần khá lớn, nhắc nhở tuổi Kỷ Dậu đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi ra ngoài vào buổi tối, tránh tai nạn bất ngờ. Bên cạnh đó, tiết trời thay đổi, dương quả quá dượng, các cả vợ chồng nên tiết chế đôi chút trong chuyện chăn gối, kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Cẩm nang dượng vận, quý nhân hợi, tỵ, tiểu nhân mão, ý. Màu sắc may mắn tím, trắng. Con số phát tài 68, 09, 25. Tử vi tuần 4, tuổi Kỷ Dậu, tháng 9 âm lịch năm 2024. Tuần này, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, vận trình tài lộc tăng nhẹ, một số hạng mục đầu tư ngoài luồng bắt đầu sinh lời, ngoài nguồn thu chính. Nghề tay trái giúp bạn trang trải cuộc sống hữu hiệu, bản mệnh có thể tích lũy được khoản tiền kha khá để dự phòng cho tương lai. Tuy chính tài giúp đỡ về tiền bạc, nhưng lại khiến tính tình bản mệnh trở nên cố chấp, bướng bỉnh. Khi làm việc bạn nóng vội, nói năng không kiêng nể ai, khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu. Không ít người tỏ vẻ ngại ngần khi tiếp xúc với bạn, điều này vô hình chung đã tạo ra rào cản, ngăn bạn tiến tới thành công. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tuần khả quan, đây là thời điểm phù hợp để bạn khai trương cơ sở kinh doanh mới, mở rộng quy mô làm ăn. Có thể chọn người tuổi Sửu hoặc Tỵ để hợp tác, cả hai phía đều thu được lợi nhuận nhất định. Vận trình tình cảm duy trì ở mức hài hòa, không quá sóng gió, nhưng đôi khi cuộc sống quá ư bình yên lại khiến con người ta cảm thấy buồn chán, tẻ nhạt. Bản mệnh có thể lập kế hoạch đưa vợ hoặc chồng, gia đình đi du lịch, vừa để thay đổi không khí, vừa gắn kết tình yêu thương. Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại, chỉ cần duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, sinh hoạt đều đặn và tập thể dục thường xuyên là ổn. Lưu ý, bản mệnh cần bổ sung đủ nước, cung cấp cho cơ thể hoạt động. Thiếu nước là nguyên nhân khiến hàng loạt hệ lụy xấu có thể xảy ra. Cẩm năng dượng vận, quý nhân Sửu, Tỵ, tiểu nhân Mùi, Ngọ. Màu sắc may mắn tím, hồng. Con số phát tài 56, 09, 22. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong xã hội ngày nay, con người luôn có thói quen coi trọng tiền, đến mức quên mất rằng trên đời có rất nhiều thứ không thể đo lường được bằng tiền. Trước tiền bạc, mọi thứ dường như vô hình, ai cũng tranh giành một ít tiền và lợi nhuận, so đo bao nhiêu, con đường tiền bạc hẹp bấy nhiêu. Sự khôn ngoan lớn nhất của con người là trở nên tử tế. Vì vậy, người thông minh không bao giờ quan tâm đến sự được mất nhất thời. Suy cho cùng, việc so đo chỉ có thể thắng nhất thời,
chứ không thể thắng được cả đời. 1. Chiều rộng của tấm lòng quyết định số phận. Những gì một người quan tâm và so đo thường có thể phản ánh trình độ của một người. Có một lý thuyết trong tâm lý học: bất kể bạn làm cái gì với người khác, người chân chính tiếp nhận cũng không phải là người khác mà là chính bạn. Tương tự như vậy, khi cho người khác những gì, khi trả tiền cho người khác, người nhận được lợi nhuận thực sự không phải là người khác mà là chính mình. Nói một cách đơn giản, bất cứ điều gì bạn muốn có được, trước tiên bạn phải để cho người khác có được, trao cho mọi người sự tử tế, đồng thời trồng ruộng cánh đồng phúc. Chỉ bằng cách này, những gì bạn cho đi sẽ quay trở lại với bạn. 2. Càng so đo thì càng mất. Nhiều người tin rằng khôn ngoan là cách tốt nhất để tạo ra sự giàu có, nhưng khi bạn quả tính toán để có được tiền, chắc chắn bạn sẽ phải trả một khoản nào đó cho sự giàu có, và những gì bạn phải trả có thể vô cùng quý giá. Suy cho cùng, sự giàu có của nội tâm không liên quan gì đến số tiền. Tất cả những gì nó cần chỉ là một trái tim đơn giản. Vì vậy, hãy bao dung và rộng lượng, đừng so đo quá nhiều. Càng so đo, bạn sẽ càng nghèo nàn. Có một ông già kể một câu chuyện như sau. Một người đàn ông rất may mắn khi có được một viên ngọc trai to và đẹp, nhưng anh không hài lòng vì trên viên ngọc có một vết đốm nhỏ. Anh cho rằng nếu loại bỏ được vết đốm nhỏ này thì chắc chắn nó sẽ trở thành báu vật quý giá nhất trên đời. Vì vậy, anh đã gọt bỏ bề mặt của viên ngọc, nhưng vết đốm đó vẫn còn đó. Anh lại gọt hết lớp này đến lớp khác cho đến khi vết đốm đó biến mất và viên ngọc cũng không còn ở đó nữa. Được và mất luôn xảy ra cùng một lúc. Đây là trạng thái bình thường của cuộc sống. Không có ai luôn có được và không có ai luôn mất. Nhận được quá nhiều không nhất thiết là bạn giỏi. Nó có thể khiến bạn mất đi ý định ban đầu hoặc tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Và khi không còn gì để mất thì còn gì để mất nữa. Làm người thắng ở sự rộng lượng và thua ở sự so đo. Bởi vì nếu bạn có trái tim nhỏ bé thì mọi việc nhỏ sẽ trở thành lớn. Nhưng nếu bạn có trái tim rộng lớn thì mọi việc lớn sẽ trở nên nhỏ bé. Thế giới này là công bằng, tất cả những nỗ lực sẽ không bị cô phụ. Làm người rộng lượng một chút, kết quả sẽ không bị thiệt thòi. 3. Không so đo là phước lành lớn nhất của một người. Trên mạng có một câu nói rất phổ biến: trái tim của chúng ta là một con đường. Nếu trái tim rộng mở, con đường sẽ rộng mở. Nếu trái tim vướng bận, con đường sẽ vướng bận. Lý do khiến con người không đủ hạnh phúc không phải là họ nhận được quá ít, mà là họ so đo quá nhiều. Suy cho cùng, không có sự bình yên, niềm vui và tình yêu nào cần thiết cho cuộc sống có thể có được bằng tính toán so đo. Vì vậy, thay vì luôn để bản thân chìm sâu trong rắc rối và vướng vào những so đo, tốt hơn hết, bạn nên mở rộng khuôn mẫu, thư giãn đầu óc và có tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn không so đo, bạn có thể sống một cuộc sống tự do và hạnh phúc hơn. Trạng thái tốt nhất của cuộc sống nên có là không so đo. Nếu bạn không so đo, trái tim bạn sẽ trở nên cởi mở hơn và bạn sẽ có thể đi theo hướng của riêng mình tốt hơn. Nếu bạn luôn khiến tâm trạng của mình bị xáo trộn vì một số người hoặc sự việc và lãng phí quá nhiều thời gian, công sức và năng lượng vào nó, thì phía trước mà bạn có thể chạm tới sẽ không được quá xa. Chỉ bằng cách đối xử với mọi người bằng tấm lòng bao dung, chúng ta mới tích lũy được nhiều nghiệp tốt và gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Cái gọi là tâm rộng một thước, đường rộng một trượng cũng chính là đạo lý này. Vì vậy, đừng lo lắng về những người có ác ý với bạn. Đừng lo lắng về việc bạn làm việc chăm chỉ mà vẫn không đạt được điều gì. Đừng lo lắng về những người và những điều lặng lẽ trôi đi. Chỉ cần tận hưởng những gì mình đang có và tạo ra cuộc sống mà bạn mong muốn thì cuộc sống của bạn là đủ tốt rồi. Đại đạo trí sản, phiền tại nhân tâm. Có một câu nói rất hay: cuộc đời như dòng sông dài chảy về biển cả. Điều quyết định kết quả không bao giờ là được hay mất của một chặng đường, hay mất đi của một khoảnh khắc, hay một địa điểm, mà là sự dồi dào của trăm sông hội tụ lại. Người có ngàn vạn phép tính, nhưng trời chỉ có một phép tính. So đo quá mức nhất định sẽ bị thiệt lớn. Khi gắn kết cuộc sống của mình với sự rộng lượng và công hiến, bạn sẽ thấy rằng những gì bạn được sẽ nhiều hơn những gì bạn mất. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường một chút bao dung và lòng tốt. Những điều này cuối cùng sẽ trở thành con đường dưới chân bạn và dẫn bạn từng bước đến phía bên kia của thành công. Dân, quý vị thân mến,
Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 9 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.